order. Em order rồi, em order cho her rồi. Dạ. Vâng, vâng. Chị đi chung quá hả? Dạ. Mấy người đã chở. Chị là mong chị đi theo bạn đi đâu rồi. Dạ. Có như là mình đi qua đi chơi thấy người. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Chị thấy chị có ở đây không? Tôi em ở đây. Dạ. Dạ, chị ở đâu? Dạ. Chị thấy uống cà phê là uống cái gì? Uống gì? Uống cái gì vậy? Đi ăn gì? Đi rồi, đi ăn rồi. Bà đem chấm vô, chưa thắp rồi. Để đi chụp cho bà là uống mãi mà phải chăng là cho mình coi cái này. Dạ, thích quá là chụp sành chung luôn. Ngồi đi. Ngồi đi chứ nha. Không có dễ chụp đâu. Ngoan lắm, lễ phép. Dạ. Đây, September chuẩn bị. Ngày mai là tới September. Xin mời ca sĩ ngồi. Have a seat. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, dẹp rồi chị à. Cuối rồi. Cuối rồi, back to school hết rồi. Dẹp hết rồi chị à. Có tuần đó hả? Thứ 6 này là có hết luôn. Ủa vậy hả? Có ngày nữa hả? Thứ 6 em hát ở ngoài luôn rồi. Phải không? Thứ 7. Thứ 7 chủ nhật. Chủ nhật. Ok. Ô, có người gọi. Sao chị thấy hay vậy? Em không thấy luôn á. Ồ, cái tiệm va September này là rất là đẹp. Ok, để review cho cả nhà. Tới cái tiệm này luôn rất là dễ thương nha. Cho cả nhà tới đây uống cà phê, ngày nào cũng tới đây. Tại trong khu Kim làm tóc ở đây nên ngày nào cũng tới hết. Có nhiều cái món ăn dessert rất là ngon. Oh, by the vintage 1979. Oh, có đồ ăn nữa này nha. Đó, giá cả đây. Đó. Có bánh mì khúc khúc cái cây cũng dễ thương nè. Nước hành lập gan nè. Yogurt nếp nè. Đó, đủ đồ hết nha. Chị con lại đây coi muốn ăn gì không? Có bánh mì nữa nè. Không biết. Muốn ăn bánh mì không? Dạ. Dạ. Chị con bánh mì đi. Thôi tại không có răng ăn cái cứng không được. Dạ. Ăn cái mềm thôi. Hay cô ăn đi. Kìa nước của Kim Ngân tới rồi kìa. À, cái đó là gì vậy cưng? Cái này là Rainbow Chess. Oh, Rainbow Chess này của chị. Còn của Kim Ngân là avocado. Cái này của chị. Đây của chị bé đây. Hấp dẫn chưa? Cái ly của mình đây nha. Hấp dẫn chưa? Chưa. Đó, ly của chị bé uống thử coi ngon không bé? Chúng ta ngồi đi. Chúng ta ngồi đi, đứng chí. Hấp xích. You are sick over here or here? Wherever. Dạ, ngồi đây đi. Rồi, cho chị bé ngồi đây. Ba ngồi đây, ngồi giữa đây. Chị bé ngồi đây, Kim Ngân ngồi đây. Dì ba ngồi đây, ok. Dì ba ngồi đây, dì hai ngồi kia. Đó, có chỗ hết rồi. Ok. Ly của Kim Ngân chưa ra nữa nha. Mọi người tới September nha. Ở đây, very nice.
tới ăn uống ở trong khu thành Mỹ với quán mi nha.